cái video giới thiệu cho các bạn cái đề tài định danh của mình. Thì đây mình sẽ giám sát một số cái thông số cảm biến trong Atom và mình sẽ gửi về cái bộ master là bộ khu dữ liệu của mình. Thì đây là cái bộ phát dữ liệu là bộ đi là tủ điện Snell các bạn. Thì đây mình sẽ sử dụng một cái tấm pin năng lượng mặt trời hạng 12V để sạc cho mình ắc quy và cấp cho cái bộ này. Thì bộ này thì mình sẽ hạ dưới trực tiếp xuống ngay Atom luôn các bạn. Thì đây là cái thông số những cảm biến. Thì đây là những con cảm biến mình sẽ để trong đây này các bạn. Thì mình sẽ sử dụng ba cảm biến là DO, pH và oxy. Cái ống dàn dày này là để sục oxy các bạn. Thì để bảo vệ cảm biến thì mình sẽ sử dụng một cái lồng để mình bảo vệ cảm biến, hoặc là những con tôm này kia có thể chui vào cảm biến thì dẫn đến, hoặc là những cái ghét này kia đó ảnh hưởng đến đọc cảm biến, dẫn đến đọc thông số cảm biến nó sẽ bị sai. Thì trong quá trình hoạt động thì mình sẽ sử dụng một cái thời gian mình sục oxy liên tục các bạn, khoảng 5 giây mình sục một lần. Mình sẽ sục lên 5 giây và mình sẽ nghỉ 30 giây. Thì trong quá trình sục thì có mình, mục đích của mình thì mình sẽ giúp cho cảm biến, vệ sinh cảm biến. Thứ hai là nếu như mà hoạt động lâu ngày thì gông này kia này, gông vi sinh vật này kia đó, hoặc là tảo này kia đó có thể bám vào cảm biến, dẫn đến cảm biến hoạt động không còn chính xác ổn định nữa. Ngoài ra thì chúng ta có thể sẽ khoảng cách ở đây thì chúng ta có thể tăng giảm được cái khoảng cách mình đặt cảm biến, mình có thể tăng giảm lên xuống, sau đó thì mình có thể siết ốc lại. Thì ở đây là bên trong một cái tủ điện Snell, thì gồm là một cái bộ đọc cảm biến, và đây là mình sẽ sử dụng hai cái motor để mình sục oxy. Và để giúp truyền nhận dữ liệu xa hơn thì mình sử dụng anten. Đây mình sẽ mở luôn lên. Đây. Hôm nay mình sẽ mở luôn lên các bạn. Khi mở luôn lên thì cái đèn led kết nối nó sẽ hoạt động, nó sẽ sáng. Thì mình nó sẽ gửi dữ liệu đến cái bộ master. Bộ master bộ này nhận dụng thu nhận thu dữ liệu. Thì còn có một số cái nhãn tủ như là đây là cái tủ điện master nữa bạn, và một cái đèn báo điện áp power và cái còi báo. Ngoài ra thì có hai cái đèn trạng thái hoạt động của motor số 1 và motor số 2. Và đây thì ta có thể để mình cúp CP cái nha các bạn. Ở đây chúng ta đang công tắc xoay ba vị trí này các bạn. Nếu như mà ở giữa thì nó sẽ ớt, khi mà chuyển qua chế độ main á thì bằng tay ta có thể bật tắt được thiết bị bằng tay, tương tự như motor số 2. Khi mà chúng ta chuyển qua chế độ auto thì chúng ta sẽ bật tắt thiết bị thông qua trên web hoặc là trên app điện thoại. Thì trường hợp khi mà động cơ gặp sự cố, động cơ đang hoạt động mà gặp sự cố chẳng hạn, thì chúng ta có thể tác động trực tiếp vào cái nút nhấn dừng khẩn cấp. Khi chúng ta tác động vào nút nhấn dừng khẩn cấp thì toàn bộ hệ thống sẽ mất điện. Sau khi khắc phục sự cố xong thì chúng ta sẽ xoay cái nút dừng khẩn cấp này nè theo chiều cùng chiều kim đồng hồ. Mà trên đây nó có tên mũi tên nè các bạn. Thì nó sẽ nhả tiếp điểm nó ra. Thì trước khi mà các bạn xoay á thì các bạn phải đưa cái công tắc này về trạng thái off. Nếu mà không đưa về trạng thái off thì các bạn sẽ xoay. Khi mà các bạn mở lên thì cái motor số 1 nó sẽ chạy luôn. Đó là một cái lưu ý các bạn. Bây giờ do công tắc này vẫn giữ tiếp điểm thôi. Khi mà khắc phục sự cố xong thì chúng ta phải chuyển về trạng thái off và sau đó mình mới mở cái nút nhấn dừng khẩn cấp lên. Thì đây mình ở đây là cái mặt phía sau tủ nữa các bạn. Thì tất cả những dây thì mình sẽ đi chung với một đường hết. Ở đây mình sẽ mở cái CB lên nha các bạn. Thì CB thì mình để bảo vệ cho mạch điều khiển là sử dụng một cái cột chì.
Và đây là ba cái ngõ ga để điều khiển ba cái người len này các bạn. Vậy hai đây là điều khiển motor số 1, motor số 2 và cái ngoài cùng là điều khiển còi báo. Nên mình sẽ bật nguồn lên. Mình chưa ăn.